Rồi, xin chào tất cả các bạn Hôm nay cô tiếp tục uh, Chữa cho các bạn cái phần uh, uh, Dạng đọc hiểu mới Được chưa? Dạng đọc theo cái form thi mới đấy ạ Nào các bạn vào rồi Các bạn tương tác với cô nè Chúng ta uh, comment Coi như là một hình thức uh, Chào nhau nè và rồi thì các bạn comment comment điểm danh nào Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục sang đến phần tiết thứ sáu nhá, cái phần mà theo form mới này này, như cô nói đấy, chúng ta cố gắng là cái thời gian hè này chúng ta luyện thật là uh, thuần thục, được chưa chúng ta luyện thật là thuần thục, thì sau này vào năm, đối với cái dạng bài này chúng ta sẽ không còn bỡ ngỡ nữa, được chưa thì khi mà mình luyện thần, uh, thành thục cái phần này rồi, thì cái việc học của chúng ta nó sẽ giảm bớt đi khá là gì ạ, uh, tức là giảm bớt đi gánh gánh nặng khá là nhiều luôn đúng không ạ, sẽ rất là nhẹ nhàng. Nè, bạn nào vào rồi thì các bạn uh, comment điểm danh nè, để cô biết là bạn để chăm học này bạn nào mà lười quá thôi lần sau uh, cho ao khỏi group, đúng không ạ? Trong quá trình lát nữa cô chữa được chưa, lát nữa cô chữa thì các bạn cố gắng là uh, ghi chép lại những cái gì đấy nó là trọng điểm, trọng tâm, được chưa ạ? Nào. bạn nào vào rồi các bạn comment điểm danh này để cô biết là à hôm nay bạn này rất là chăm học này đó rồi nào rồi có bạn đang inbox hỏi cô về uh, uh, khóa học grey thì cô sẽ nói qua về cái khóa học uh, grey của cô được chưa cô sẽ nói qua về khóa học cô nói qua về khóa học trước nhá được chưa đây bạn nào đang quan tâm đến khóa gray của cô này như cái tên đúng không ạ rất tuyệt vời rất tuyệt vời luôn được chưa ạ nào uh, khóa gray này của cô thì gồm có 5 khóa 5 khóa và cả combo này cả combo nhá cả combo 5 khóa này được chưa là đang được sale với giá còn một xxk ok là chưa nhờ đó thứ hai là khi mà các bạn đăng ký cả combo này Chúng ta sẽ học từ giờ cho đến lúc mà chúng ta thi đại học luôn Được chưa? Chúng ta sẽ học từ giờ cho đến lúc mà chúng ta thi đại học Và tuần chúng ta sẽ học hai buổi trong group kín Được chưa? Ở dưới hình thức clip Toàn bộ video thì sẽ được lưu lại sau mỗi buổi học Ok là chưa nhờ Và khi các bạn đăng ký combo thì các bạn sẽ được tặng kèm khóa lấy gốc là một này Được tặng kèm thêm cái cuốn sách luyện Cái phần ngữ pháp Full key chi tiết được chưa Và chúng ta gì đấy ạ Ờ, tất cả những cái chuyên đề khóa G là chuyên đề về từ vựng đọc hiểu là toàn bộ theo gì ạ theo form mới hết được chưa theo form mới là chúng ta sẽ luyện vào những cái dạng đọc uh, hiểu này và đọc theo form mới này đọc đục lỗ theo form mới này được chưa khóa R là khóa gì ạ à, chuyên đề về ngữ pháp trọng điểm được chưa ngữ pháp ngữ pháp thì sẽ là học trọng tâm vào những cái chuyên đề mà chắc chắn sẽ xuất hiện ở trong thi được chưa rồi là gì ạ khóa E là cái khóa mà chúng ta sẽ gì đấy ạ luyện về những cái đề ôn thi cuối kỳ và giữa gì ạ à? giữa kỳ nhá sorry về giữa kỳ cho đúng không ạ giữa kỳ và cuối kỳ khóa a của cô là khóa tổng ôn khóa này thì bắt đầu từ tháng 1 năm hai nghìn hai được chưa hai làm toàn bộ là học dưới dạng hình thức clip hết được chưa live stream ạ à. khóa t là khóa luyện đề khóa d thì sẽ bắt đầu từ đầu tháng 3 hai nghìn hai được chưa đó toàn bộ thì sẽ là học dưới hình thức clip hết được chưa và ở toàn bộ video sau mỗi buổi clip thì đều có lưu lại và được up lên trên web học tập của các bạn thế nên là nếu nó sẽ rất là tiện để cho các bạn gì ạ à, nếu như chúng ta có bận linh động được trong cái gì ạ à, việc học của chúng ta ok không nha đó thế thì bạn nào mà đang quan tâm đến cái khóa này nhá thì các bạn có thể gì ạ à, inbox cho cô sau khi cái live stream ngày hôm nay kết thúc cô sẽ tư vấn cho các bạn về cái chi tiết cái khóa học này các bạn đang học cô rồi và các bạn feedback lại rất tuyệt vời nó giống như đúng cái tên của nó great đúng không ạ? Rất tuyệt vời luôn. Cô đảm bảo với các bạn là như vậy. Và đầu ra nếu như các bạn học với cô đúng theo cái lộ trình mà cô đã vạch ra cho các bạn thì đảm bảo đầu ra các bạn sẽ là gì ạ? 89 cộng và thậm chí là 10, được chưa ạ? Nên là sau livestream kết thúc bạn nào mà quan tâm đến khóa này của cô, các bạn sẽ inbox cho cô nhá và cái fanpage này, và cô sẽ tư vấn chi tiết cho các bạn, được chưa ạ? Nào bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vào cái phần ngày hôm nay. Chúng ta vào luôn cho cô vào câu số 1 nào trong quá trình mà cô chữa đến câu nào các bạn chủ động comment đáp án của của mình được chưa chủ động comment đáp án của mình ok được chưa như là một hình thức điểm danh nhá được chưa như là một hình thức điểm danh bạn nào mà lười quá thôi lần sau uh, sẽ bị lọc khỏi group đấy ạ bị lọc đấy nhá thế nên là uh, nếu mà chúng ta mà không chịu khó học là bị lọc khỏi group là lần sau từ sau đi là chúng ta sẽ không có cơ hội để chúng ta được học những cái form mới này nữa đâu Đúng không ạ? Trong thời gian hè thì cô đang đánh tập trung riêng vào cái mảng mới. Thế còn nếu mà vào năm là chúng ta sẽ bắt đầu triển khai à, học theo những cái gì ạ? Form thi mới luôn. Tức là mình làm trọn vẹn luôn cả một cái đề 40 câu, được chưa ạ? Ok là chưa? Nào với câu số 1 đi ạ. Các bạn comment giúp cô đáp án câu số 1 là gì đây ạ? Câu số 1 ạ. Câu số 1 khi chúng ta nhìn vào bốn đáp án, chúng ta thấy ngay là nó xuất phát từ động từ gì đây ạ? motivate, ok? Cô có động từ này mang nghĩa là thúc đẩy. Được chưa? Thúc đẩy động lực đấy ạ. Thế thì ở đây của chúng ta, à, nếu mà xét về trường từ bằng nghĩa thì nó có thể bằng với động từ stimulate. Được chưa Có thể bằng với động từ gì ạ? Stimulate là kích thích này. Hoặc là động từ gì ạ? Prompt. Được chưa ạ? Cũng có nghĩa là gì ạ? Thôi thúc thúc dục đấy ạ, thúc đẩy đấy ạ Hoặc là gì ạ? Impel, đúng không ạ? Cũng có nghĩa là gì đây ạ? Thúc đẩy Được chưa ạ? Impel uh, Nếu mà xét về trường từ trái nghĩa Thì nó sẽ có thể trái với cái từ gì ạ? Discourage, ok? Discourage Được chưa ạ? Làm gọi là gì ạ? Nản lòng đấy Hoặc là can ngăn, được chưa ạ? Một đằng là thúc dục lên, đúng không ạ? Một đằng là can ngăn, được chưa ạ? Tiếp tục là gì ạ? Chúng ta có discourage trái nghĩa đấy ạ Được chưa? Cũng có nghĩa là can ngăn Đó, thế thì đối với cái động từ motivate Ok, chúng ta gì ạ? Cô mở rộng cho các bạn, đó là gì ạ? Mang nghĩa là thúc đẩy Và bằng nghĩa với nó chính là gì ạ? Stimulate, hoặc là gì ạ? Prompt, hoặc là impel Và trái nghĩa với nó sẽ là Discourage Dissuade, ok Và như vậy thì trong câu này khi nhìn vào bốn đáp án, nếu như chúng ta nhìn vào đáp án đây là động từ to be với be to thì nó là mang với văn phong nghĩa là bị động. Ở à, đây là dạng vơ bình, đây là dạng verb gì ạ? À? Thêm s hoặc es là của hiện tại đơn. Còn cái này là của hiện tại hoàn gì ạ? À? Hiện tại hoàn thành. Bây giờ chúng ta quay trở lại. À, nhưng mà cái này là ở hình thức chủ động này, được chưa ạ? Cái này cũng là chủ động này. Bây giờ chúng ta quay trở lại về uh, hình thức của câu số 1. Ở đây họ có nói là nếu như bạn như thế nào đấy, đúng không ạ? Nếu như bạn như thế nào đấy để đạt được, chúng ta có động từ gain có nghĩa là đạt được. Danh từ gì đây ạ? À? Independence là sự độc lập. Có từ vựng các bạn ghi vào giúp cô nhé. Và cô có danh từ gì ạ? À? Cô có danh từ confidence, có nghĩa là sự tự tin. Sự tự tin hoặc là gì ạ? Hoặc là chuyện kín đúng không ạ? Chuyện kín. Vì chúng ta có một cái tính từ gì ạ? À, confidential là tuyệt mật đấy, đúng không ạ? Thì cái tính từ này nó xuất phát từ cái danh từ này, được chưa ạ? Thế nên là ở đây của chúng ta là gì đây ạ? À, trong câu này là nếu như bạn như thế nào đấy đạt được cái sự gì đây ạ? Độc lập hoặc là sự tự tin Thì hãy tham gia vào cái khóa học đào tạo về cái tính độc lập của chúng tôi ngày ngay ngày hôm nay, được chưa ạ? Vậy nên là ở đây là gì ạ? Nếu mà bạn đang có cái gì đấy? nếu như bạn đang được gọi là gì ạ? đang được thúc đẩy chứ mình không thể tự thúc đẩy mình để đạt được cái đấy đúng không ạ? Mình đang được thúc đẩy để đạt được cái đấy, được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng với gì đây ạ? Với dạng động từ ở hình thức là bị động. Nếu mà bạn đang được thúc đẩy đúng không ạ? Vậy nên là chúng ta sẽ chọn ngay đáp án là gì đây, được chưa ạ? Được chưa? Đó nên câu 1 chúng ta sẽ dạng chọn ngay đáp án là A. Tiếp tục đi nào. Cô là vợ thầy Tiến. Cô không phải là vợ thầy Tiến nhá. Cô chào Tiến Nam. <laughs> à, cô không phải là vợ thầy tiến cô là uh, cộng sự được chưa là đồng nghiệp là giáo viên dạy tiếng anh tại trung tâm của thầy tiến được chưa <laughs> ok là chưa nào rồi chúng ta chuyển cho cô sang câu 2 đi ạ câu 2 các con comment giúp cô đáp án câu 2 là gì đấy ạ các con comment giúp cô đáp án câu 2 nào câu 2 thì nếu như nhìn vào cả bốn từ này thì nó đều là tính từ đúng không ạ Cô có câu 2 với tính từ special có nghĩa là gì ạ? Đặc biệt. Cô có baby, cô có tính từ hands-on đúng không ạ? Có nghĩa là gì ạ? Tức là nó thuộc về thực hành, thuộc về thực tế đúng không ạ? Thuộc về thực tế. Hoặc là thiết thực. Nó bằng với cả cái từ gì đấy? À, bằng với cái tính từ practical. Được chưa? Practical Nó bằng với cái tính từ practical Có nghĩa là thiết thực thực tế Được chưa? À, với đáp án C thì cô có gì ạ? Specific Có nghĩa là chi tiết Chính xác Hoặc là cụ thể Được chưa? Cụ thể Và cô có tính từ daddy Đúng không ạ? Ordinary Có nghĩa là bình thường Như vậy thì câu này là Cả bốn đáp án thì đều là tính từ thì chắc chắn là nó liên quan đến gì đấy ạ? Ngữ nghĩa rồi. Nên là buộc chúng ta sẽ phải dựa vào ngữ gì ạ? Ngữ cảnh của câu, đúng không ạ? Câu này chúng ta sẽ phải dựa vào ngữ cảnh của câu rồi. Chúng ta sẽ dựa vào ngữ cảnh của câu chúng ta dịch để chúng ta xem xem là với ngữ cảnh này thì nó sẽ mang nghĩa là gì. Ok là chưa ạ? Nào, quay trở lại lên câu số 2. Ở đây thì cô có là gì đây ạ? À, cô có ở đây họ có nói là gì đấy? gain tức là đạt được có được có được những cái experience những cái kinh nghiệm practical thực tế đúng không ạ có được những cái kinh nghiệm thực tế thông qua thông qua cái gì đấy ạ thông qua cô có cái danh từ activity là hoạt gì ạ hoạt động này và cô có cái danh từ gì đấy ạ cô có danh từ uh, simulation sự mô phỏng Được chưa ạ sự giả bộ như vậy thì trong tình huống câu này là để đạt được cái gì đấy ạ à? để đạt được một cái gọi là kinh nghiệm thực tế thông qua vậy thì ở đây nếu mà mình có muốn có được những cái kinh nghiệm thực tế đấy thì mình phải thông qua những cái hoạt động và những cái sự mô phỏng uh, thực tế thực tiễn rồi đúng không ạ vậy nên là trong trường hợp này mình sẽ lựa chọn được là vị trí chỗ con điền là gì đấy ạ à? tính từ và quan trọng là khi dựa vào ngữ nghĩa thì cô chọn được ngay đáp án là bây gì ạ bởi vì nó phù hợp với cái ngữ cảnh của câu đúng đúng không ạ okay, thế là chưa rồi chúng ta chuyển cho cô sang Chúng ta chuyển cho cô sang gì đấy ạ à? Chúng ta chuyển cho cô sang câu số 3 Câu số 3 các bạn lựa chọn đáp án là gì Các bạn comment giúp cô đáp án câu số 3 nào Nào, câu 3 của chúng ta bây giờ chúng ta lại nhìn vào cái đặc điểm của câu số 3 đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào đặc điểm của câu số 3. Nào, Ở đây câu số 3 thì cô thấy là lại để trống ở đầu tiên, ngăn cách bằng dấu phẩy và bên cái mệnh đề này thì cô thấy là bắt đầu là một cái động gì ạ? Động từ, đúng không ạ? Vậy thì nhớ ngay này. Với cái dạng này chúng ta đã làm rất nhiều rồi. Thế như cô nói là nếu mà chúng ta cứ chịu khó chúng ta xem lớp của cô thì vào năm gặp những cái dạng bài này nó rất là dễ để học, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta dễ dàng thấy được ngay là gì ạ? À, đầu tiên mình xét vào cái đu đi, đúng không ạ? Mình xét vào cái đu trước. Đu thì như cô nói là nó sẽ xuất hiện, nó có thể đi với gì đây ạ? đứng trước một động từ phía sau là một vấp nguyên thể nhưng mà nó phải nằm trong dạng câu nghi vấn đúng không ạ thì có nghĩa là muốn chọn đu thì nó phải nằm trong câu nghi vấn cơ nhưng ở đây thì dựa vào đặc điểm câu 3 thì không có cái hình thức đấy nên là mình sẽ loại đáp án c thứ hai là xét vào những cái trường hợp còn lại thằng hết thằng were và thằng short thế thì mình có mình có thằng hết là đảo lên trên chữ chủ ngữ nhưng mà động từ phía sau phải ở dạng pichu cơ được chưa và nó nằm trong trường hợp là gì đây ạ gọi là đảo ngữ của điều kiện loại mới đây ạ đảo ngữ tức là phía sau nhá đây, đây cô viết đầy đủ phía sau nó sẽ phải có là gì đây ạ à? út hoặc là could have cộng với be thì ạ à? be true đúng không ạ nó là đảo ngữ của điều kiện loại 3 hoặc là gì ạ à? mình cũng có trường hợp là word đảo lên trên chữ chủ ngữ phía sau nó chỉ có thể là một tân ngữ hoặc là một chu verb thôi được chưa và sau đấy mệnh đề chính thì nó sẽ tồn tại dạng là út verb thì đấy nó là đảo ngữ của điều kiện loại 2 nhưng mà khi mà chúng khi mà cô dựa vào đáp án a và đáp án baby thì cô thấy là cái động từ phía sau của cô là động từ one ở đây nó là vấp nguyên thể cơ Thì nó lại không thỏa mãn theo cái dạng công thức khi mà mình đảo hết vào word lên Đúng không ạ? Vậy nên là A và B cô cũng loại để chưa ạ? Vậy thì chỉ có thằng Daddy thôi Thì trong cái điều kiện Điều kiện loại một đảo ngữ ạ thì chúng ta có dạng là chúng ta dùng short đảo lên trên trước gì ạ? Chủ ngữ thì vấp phía sau sẽ có hình thức là vấp nguyên thể. Động từ cái cái mệnh đề phía sau ấy ạ. Mệnh đề phía sau, mệnh đề chính thì nó có thể tồn tại dưới dạng là will verb hoặc là dưới dạng câu mệnh gì ạ? công mệnh lệnh đúng không ạ? Là nó sẽ là dạng thức của gì ạ? Điều kiện loại gì đây? Loại 1, được chưa? Thế nên là trong trường hợp này thì cô chọn được ngay đáp án là đẹp gì đấy ạ? Đẹp đi Vì nó là điều kiện loại gì? loại 1 chính xác luôn đấy các bạn ơi Chuẩn luôn Các bạn tiếp tục cho cô sang câu số 4 đi ạ Câu số 4 của chúng ta thì liên quan đến kiến thức về giới từ Vậy thì với giới từ thì bắt buộc chúng ta sẽ phải dựa vào những cái phần lân cận của nó thôi Được chưa? ạ? Câu 4 thì rất dễ thôi đúng không ạ? Câu 4 chúng ta thấy ngay là ở đây nó bị ràng buộc bởi với cái cấu trúc này thì cô có là gì ạ? Be interested Đúng không ạ? In something Hoặc là doing something Mang cái nghĩa là gì ạ? Quan tâm Hứng thú Với cái gì Hoặc là với việc gì Được chưa ạ? Như vậy thì trong trường hợp này Đúng không? Theo cấu trúc là cô chọn được ngay đáp án là A Và về ngữ nghĩa của câu này thì họ có nói là gì ạ? Nếu mà bạn đang quan tâm đến một cái gì đấy ạ Một cái uh, gọi là nghề nghiệp Có sự năng động ở đấy Cái nơi mà bạn có thể chia sẻ được Cái passion có nghĩa là cái niềm gì ạ Niềm đam mê Nơi mà bạn có thể chia sẻ được cái niềm đam mê Về gì ạ Về du lịch và lịch sử được chưa ạ Thế thì trong trường hợp này theo cấu trúc là mình sẽ chọn được Ngay đáp án là A chính xác luôn Câu số 5 thì sao ạ Câu 5 các bạn comment giúp cô đáp án câu 5 nào Câu 5 là liên quan đến kiến thức về mạo từ rồi, được chưa ạ? Câu 5 thì uh, uh, nhìn vào đặc điểm câu 5 ấy thì cô thấy là có cái dạng này này. Và mình có một cái quy tắc đúng không ạ? Là gì ạ? Sử dụng the. Đúng không ạ? Trong dạng là gì ạ? The cộng với danh từ đi với of, đi với danh từ, đúng không ạ? có nghĩa là cái danh từ này này mà có ở thì thường là nó được xác định bởi cái cụm này ở phía sau luôn nên là danh từ này luôn luôn là danh từ xác định thì trong trường hợp này mình sẽ dùng với mạng từ do được chưa và ở đây họ có nói là gì ạ à get có nghĩa là để có được có được những cái kinh nghiệm thực tế đúng không ạ để có được những cái kinh nghiệm về thực tế với gì đây ạ để có được những cái kinh nghiệm thực tế những cái trải trải nghiệm này ở trong trường hợp này mình dịch là trải nghiệm đi đúng không ạ để có những cái trải nghiệm trải nghiệm mình có thể dịch là trải nghiệm hoặc kinh nghiệm mà để có những cái trải nghiệm thực tế đúng không ạ thì sao ạ với những cái uh, chuyến tham quan có hướng dẫn viên của những cái điểm điểm du lịch đúng không ạ tourist destination có nghĩa là điểm du lịch được chưa điểm du lịch được chưa đó thì như vậy là cái cái gì đây ạ những cái trải nghiệm thực tế đấy là cái mà nó đã được xác định rồi được chưa vậy nên là trong trường hợp này của chúng ta mình sẽ sử dụng là gì đây ạ à? à sử dụng là mạng từ tơ oh, sorry ok trương vi ơi dynamic có nghĩa là năng động năng nổ nhá Ờ, à, cô quên đấy cô đi hơi nhanh đúng không ạ dynamic năng động năng nổ được chưa ạ? Ok là chưa? Đó. Thế thì trong trường hợp như vậy quay trở lại câu 5 đúng không ạ? Uh, uh, tính từ nhá, enemy là tính từ, được chưa Như vậy thì câu 5 của chúng ta, đó, như cô nói đấy ạ, à, là chúng ta sẽ sử dụng với mạng từ tơ được chưa ạ? Câu số 6 đi ạ, à. câu số 6. Câu số 6 khi nhìn vào bốn đáp án đúng không ạ? Chúng ta thấy ngay là nó chỉ khác nhau về phần hậu tố thôi. Thế thì ở đây cô có gì đây ạ? À? Information, nó là thanh, danh từ là là thông gì ạ? À? Thông tin nó là loại danh từ nhá. Inform có nghĩa là gì ạ? À? Inform thông báo là động từ. Cô có gì ạ? À, informative có nghĩa là gì ạ? Nhiều thông tin. Và cái này là trạng từ kiểu như là một cách uh, cung cấp nhiều thông tin đấy Như vậy thì ở đây là À, nó chỉ khác nhau về phần hậu tố thôi Thế nên là nó thuộc về kiến thức về từ loại đúng không ạ Vậy nên là để làm được câu 6 Thì bây giờ mình phải nhìn vào đặc điểm của vị trí chỗ con điền câu 6 Ở đây nhiều bạn bảo là Ơ cái cơn trách này này Em nhớ là nó chỉ là danh từ hoặc là động từ thôi đúng không ạ Đúng không Đó Thế thì ở đây của chúng ta nhá Thực ra là câu này đúng không ạ Nếu như các bạn biết được một cái cụm danh từ cố định Chúng ta có một cái cụm danh từ ghép ở đây đó là gì ạ Cơn trách Đúng không ạ? Contact vừa là danh từ vừa là động từ có nghĩa là liên lạc đấy, đúng không ạ? Thì mình có một cái cụm danh từ cố định ở đây đó là contact information. Nó mang cái nghĩa đó là thông tin liên lạc. Vậy nên là câu này của chúng ta là theo cái cụm từ cố định. Thế nên là ở đây của chúng ta mình sẽ lựa chọn vị trí chỗ cần điều là danh từ và mình sẽ chọn ngay đáp án là A, được chưa ạ? Ok là chưa? Đúng rồi, contact information chuẩn luôn the story. Nên là câu này của chúng ta mình chọn là A là chính xác đấy ạ Được chưa? Chuẩn luôn Giờ chúng ta chuyển sang cái bài đọc đục lỗ theo cụm câu này Câu số 7 đi ạ câu 7 các bạn lựa chọn đáp án là gì? Các bạn comment giúp cô nào Các bạn sẽ thấy rằng là gì đây ạ? À, có after After thì vừa đi được với một mệnh lề Và vừa đi được với cả một cái cụm danh từ Đúng không ạ? Nó nói về thời gian Tức là sau nhiều năm cái này là gì ạ? Quá nhiều năm đúng không ạ? Before là trước nhiều năm. Cái này nếu như mà mình dùng với dạng là quá nhiều năm mà lại có động từ to be thì nó phải hỏi là như thế nào ở phía sau đúng không ạ? Đó, thế nên nó thiếu mất cái cái gì đây ạ? Cái tân ngữ ở phía sau. Thế thì trong trường hợp này của chúng ta này Trong trường hợp này của chúng ta nhá Các bạn sẽ gì đấy ạ Các bạn sẽ quay trở lại lên chúng ta phải dịch nghĩa rồi Ở đây thì còn nói đến quan họ đúng không ạ Và ở đây họ có nói là À, quan họ Đúng không ạ? Ở đây họ có nói là Ở đây họ có nói là Quan họ là một cái thể loại âm nhạc dân gian Việt Nam Là một cái thể loại dân uh, âm nhạc dân gian Việt, Việt Nam Đúng không ạ? Uhm, như nào đây ạ? Được công nhận là di sản Đúng không ạ? Được công nhận là Được công nhận bởi UNESCO ấy ạ Là di sản văn hóa thế giới vào năm 2009 Và gì đây? Xuất hiện Appear là xuất hiện xuất hiện thì là xuất hiện đầu tiên đúng không ở tỉnh gì ạ ở tỉnh bắc ninh vào thế kỷ thứ 13 và như phía sau nó vẫn nói là quan họ nó vẫn là một cái phần quan trọng của văn hóa việt nam như vậy là gì ạ sau nhiều năm thì nó vẫn là gì đấy ạ sau nhiều năm thì nó vẫn là gì ạ một phần quan trọng đúng không ạ vậy nên là trong trường hợp này chúng ta chọn được ngay đáp án là gì ạ a đúng không ạ chọn được ngay đáp án là a được chưa ạ sau nhiều năm khi là chưa Câu số 8 nào Câu số 8 Cô nhìn vào đặc điểm của câu 8 Cô thấy là còn nối với nhau bằng N Và như cô nói là cứ trường hợp nào mà nối với nhau bằng N Thì thường nó sẽ có cái sự cân bằng Và như vậy thì lúc này cô thấy là phía trước nó đang được ràng buộc bởi gì đây ạ Bởi một cái cấu trúc đó là make effort đúng không ạ Mang nghĩa là gì đấy ạ Nỗ lực làm gì Vậy nên là gì đây ạ? Vậy nên là ở đây chúng ta dựa vào cái động từ restore nó đang ở dạng là gì đây ạ? Khôi phục đây ạ, nó là vấp nguyên thể, được chưa ạ? Nó mang nghĩa là khôi phục. Thì song hành với nó bên này mình cũng sẽ dùng là vấp nguyên thể, được chưa ạ? Vậy nên là câu này cân bằng dùng vấp nguyên thể thì ở bốn đáp án, cái này không phải động từ. Baby là promote là vấp nguyên thể rồi, nên chúng ta sẽ chọn về đáp án là baby, được chưa ạ? Ờ, ở đây thì với cái động từ promote được chưa? Với động từ promote uh, Mang nghĩa là gì đây ạ? Thúc đẩy Được chưa? Nó có thể bằng với những cái động từ như hôm trước À, ngoài nghĩa là thúc đẩy ra nó có mang nghĩa là quảng bá nhé Quảng cáo ấy ạ, đúng không ạ? Như kiểu là quảng cáo ấy ạ Được chưa? Thì nó có thể bằng với những cái động từ enhance Mà hôm trước chúng ta đã được học này Boost, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Improve scan đúng không ạ? Đúng không ạ? Ngoài ra thì nó có thể bằng với từ advertise, ok em nhỉ? Được chưa ạ? Đó. Vì nó mang cái nghĩa là gì đây ạ? Quảng bá mà, thế nên là mình sẽ dùng với advertise, ok? Được chưa ạ? Câu số 9. Câu số 9 ở đây thì các bạn thấy là um, câu số 9 Ok, câu số 9 dựa vào động từ help Chúng ta có cấu trúc là gì ạ? Help do something có nghĩa là gì ạ? Giúp làm gì? Được chưa ạ? Hoặc là đi về chu gì ạ? Chu vớp cũng được Thế nên là trong trường hợp này theo cấu trúc Thì về, à, về sau chúng ta sẽ dùng về vớp nguyên thể hoặc là chu vớp Thì ở đây nó chỉ có thỏa mãn được đáp án A này Được chưa ạ? Là vớp nguyên thể Bởi vì là cái việc mà giúp giữ nó vẫn còn đấy là chủ động được nên là mình không nhất thiết phải chia về bị động là chu vi cộng bi chu nên là mình sẽ không chọn với daddy được chưa đó thì nên là câu này mình chọn a nhá được chưa và nghĩa của cái câu này có nghĩa là gì đây ạ tức là họ gì đây ạ nó vẫn giúp để duy trì được cái nghệ thuật này đúng không ạ cho cho tương lai sống mãi với tương lai đúng không ạ với câu 10 nào với câu 10 thì cô có gì đây ạ câu 10 ở đây thì cô có là dạng uh gọi là tính từ sở hữu thì đây cái chủ ngữ trong câu là club member nó tương ứng với ngôi dây rồi thế nên là cái tính từ sở hữu tương ứng với nó mình sẽ dùng với là gì ạ there đúng không ạ vậy nên là trong trường hợp này thì cô sẽ chọn được ngay đáp án là c và về ngữ nghĩa của câu này đúng không ạ về ngữ nghĩa của câu này họ có nói là gì đây ạ ở ngữ nghĩa câu này họ có nói là các thành viên trong câu lạc bộ thì tụ tập để chia sẻ những cái kiến thức của họ ấy ạ thế nên là trong trường hợp này mình sẽ sử dụng là gì ạ there ok là chưa câu 11 nào Câu 11 nhá Câu 11 ở đây thì các bạn sẽ thấy được rằng là a à, nó liên quan nhìn vào đặc điểm của bốn đáp án này Có that này Xong lại dùng it, this và wake Nếu mà it và this thì thường nó sẽ xuất hiện ở trong một cái câu đơn nào đấy đúng không ạ Câu đơn luôn Thế thì ở trường hợp này thì chúng ta nhìn thấy là Ở vị trí đặc điểm câu 11 là đứng sau dấu phẩy Và phía trước của chúng ta là gì ạ À cuộc thi Nó là danh từ Thế nên là nó liên quan đến gì ạ Đại từ quan hệ Uhm, cái rác này là chúng ta sẽ loại bởi vì là rác sẽ không dùng ở trong bệnh để có dấu phẩy nên là trong trường hợp này chúng ta sẽ lựa chọn được ngay rác vào rác đi Được chưa ạ và ở đây ý